Tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Duy Nghĩa, đại diện ban chấp hành chi ủy sẽ lên điều hành chương trình. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Duy Nghĩa sẽ cùng trở lên sân khấu để điều hành chương trình của chúng ta ngay sau đây. Điều khách quý cùng toàn thể nhân dân, chúng ta vừa được thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng lễ đón nhận danh hiệu tổ dân phố kiểu mẫu và ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2024 do câu lạc bộ và chi hội phụ nữ tổ dân phố 1 biểu diễn. Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn đến các tiết mục văn nghệ đã mang những lời ca tiếng hát thật ngọt ngào, sự mến khách tình đoàn kết của người dân phố 1, đồng thời góp phần sự thành công trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Tất cả các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đứng dậy để chúng ta làm lễ chào cờ. Tất cả chúng ta chỉnh đốn trang phục, chỉnh đốn trang phục xong, nghi chào cờ chào. Xin mời các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân chúng ta an toàn. Xin thông qua chương trình. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin thông qua nội dung chương trình của buổi lễ đón nhận tổ dân phố kiểu mẫu và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024. Một là văn nghệ chào mừng, hai lễ chào cờ, ba thông qua chương trình, bốn tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, năm thông qua lịch truyền thống 94 năm mặt trận tổ quốc Việt Nam và báo cáo công tác xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu, 6 ý kiến tham luận của nhân dân, 7 trưởng ban công tác mặt trận tiếp thu ý kiến, 8 công bố quyết định công nhận danh hiệu tổ dân phố kiểu mẫu giai đoạn 2022-2027, lãnh đạo trao hoa và chúc mừng, 9 đại biểu các ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị và quân nhân xa quê và tập thể cá nhân lên chúc mừng, 10 ý kiến phát biểu chúc mừng và chỉ đạo của lãnh đạo địa phương, 11 đại diện ban vận động tổ dân phố lên tiếp thu ý kiến và cảm ơn phát động phong trào thi đua, 12 đại diện chi đoàn thanh niên lên hưởng ứng phát động phong trào thi đua, 13 trao quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 14 bế mạc, 15 chào cờ, 16 phần hội. Vậy chúng tôi xin thông qua toàn bộ các nội dung vào buổi lễ ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đoàn Như Tranh, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận lên khai mạc và giới thiệu đại biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, đại đoàn kết dân tộc
được hình thành, củng cố trong hàng năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, tạo thành một truyền thống bền vững, thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi người dân Việt Nam. Tinh thần ấy, ý thức ấy tạo nên sức mạnh vô địch của cả dân tộc, chiến thắng mọi kẻ thù, làm cho đất nước được tròn tồn vinh, sắc dân tộc giữ vững. Đồng thời, đại đoàn kết càng là dân tộc quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu đã đạt được, các danh hiệu kiểu mẫu là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hòa chung trong khí thế tương bừng của dân tộc cả nước, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Hôm nay, Ban công tác mặt trận tổ dân phố 1 trang trọng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày 18 tháng 11 năm 1930, ngày 18 tháng 11 năm 2024, và đón nhận danh hiệu cao quý tổ dân phố đã đạt danh hiệu kiểu mẫu giai đoạn 2023-2028. Đây là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang 94 năm qua cách mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, trong sự nghiệp ấy xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đồng thời xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện công tác nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, để tiếp tục duy trì và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân, đặc biệt đã thực hiện tốt các tiêu chí kiểu mẫu theo quyết định số 09 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, cán bộ và nhân dân khu 1 đã quyết tâm đồng lòng hợp sức xây dựng tổ dân phố ngày càng phát triển về mọi mặt, kinh tế phát triển ổn định, cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được rõ rệt, môi trường và cảnh quan của phố được đảm bảo xanh sạch và đẹp, nhân dân trong phố chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt các nghĩa vụ của địa phương, có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng khu dân cư, vượt qua khó khăn để cùng nhau phát triển. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, thực hiện nghị quyết 09 của Ủy ban Nhân dân ngày 9 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định các tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận các danh hiệu kiểu mẫu. Với kết quả đã đạt được, cán bộ và nhân dân tổ dân phố 1 rất vinh dự Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa quyết định về việc công nhận tổ kiểu mẫu giai đoạn 2023-2028 với về dự. Chúng ta hôm nay thay mặt Ban chấp hành Thư ủy, Ban công tác mặt trận tổ dân phố 1, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu các đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Tôi xin trân trọng đồng chí Phạm Văn Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và quý
đồng chí về dự hôm nay, có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố của phường và các trường cơ sở và ba nhà trường cơ sở quan tâm đến đơn vị trên địa đóng trên địa bàn phố, cùng toàn thể cán bộ và nhân dân trong tổ chức dân phố cùng về tham dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, tại buổi lễ hôm nay chúng ta sẽ được nghe truyền thống lịch sử 94 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024, và công bố quyết định danh hiệu tổ biểu mẫu. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc lễ đón nhận danh hiệu tổ dân phố kiểu mẫu và ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2024. Xin trân trọng cảm ơn. Để chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Quốc Ngọc, tổ trưởng tổ dân phố, lên thông qua truyền thống lịch sử 94 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng tổ dân phố phố kiểu mẫu. Xin kính mời đồng chí. Thưa các đồng chí, thưa toàn thể bà con nhân dân, sau đây tôi xin thông qua cái lịch sử 94 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và báo cáo công tác xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu, truyền thống lịch sử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kế thừa phát huy truyền thống yêu nước và đoàn kết của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Ngay từ khi mới ra đời, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam, ban thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị thành lập Hội Quản lý Đông Dương, hình thức là tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong giai đoạn cách mạng nước ta chưa giành được chính quyền, mặt trận là nhiệm vụ cách mạng tập hợp huy động sức mạnh của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng để tiến hành đấu tranh cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân. Sau hiệp định Geneva tháng 7 năm 1954, ngày 10 tháng 9 năm 1955, Đại hội Mặt trận Thống nhất đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua chương trình hoạt động và điều hành điều lệ mới nhằm toàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân để cùng nhau gắn bó xây dựng Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, xã hội chủ nghĩa và tích cực góp phần vào sự nghiệp phát triển cách mạng của nhân dân thế giới. Tiếp tục truyền thống của Hội Quản lý Đồng Minh và Mặt trận Nhân dân Chủ động Đông, Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh đã tập hợp toàn kết vận động toàn dân tộc nổi dậy làm cuộc cách mạng tháng 8 thành công, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Toàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, nhân dân ta đã làm trọn nhiệm vụ lịch sử vẻ vang giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân trong cả nước. Ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại, nhân dân góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và xây dựng đời sống mới. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động
trong cả nước, cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nay là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đây là cuộc vận động nhân dân rộng lớn trong cả nước của thời kỳ đổi mới, có nội dung toàn diện diễn ra trong thời kỳ dài. Kết quả của cuộc vận động đã góp phần quan trọng xây dựng nhà nước, thực hiện đường lối của Đảng về công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận truyền thống Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của khu dân cư, chúng ta đã sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Chính sách mặt trận là chính sách rất quan trọng, công tác mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn công tác cách mạng. Nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện. Trọng tâm là cuộc vận động người dân Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện. Kính thưa toàn thể nhân dân, đại đoàn kết chính là nội dung xuyên suốt và nhất quán trong toàn bộ hệ thống tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh, nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân trong suốt cuộc đời hoạt động của người đã không ngừng chăm lo vun trồng cho sự nghiệp đoàn kết dân tộc. Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và kế hoạch của Ủy ban nhân dân phường, đặc biệt là nghị quyết của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2023, mục tiêu xây dựng thành công danh hiệu tổ dân phố kiểu mẫu. Đây là nghị quyết có tính xuyên suốt, cốt lõi và bao trùm nhất trong quá trình tổ chức thực hiện của Ban công tác mặt trận và nhân dân tổ dân phố 1. Sau đây tôi xin tóm tắt kết quả xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu của tổ dân phố 1. Về đặc điểm tình hình chung, tổ dân phố 1 có diện tích tự nhiên là 67,1 ha, gồm 217 hộ dân với 857 nhân khẩu. Về vị trí địa lý, phía đông giáp phường Võ Thọ, thành phố Sầm Sơn, phía tây giáp tổ dân phố 2, phía nam giáp sông Thống Nhất, phía bắc giáp đê hữu sông Mã. Về kết quả thực hiện các tiêu chí của tổ dân phố kiểu mẫu, tiêu chí 1, tổ dân phố kiểu mẫu được công nhận khu dân cư văn hóa năm 2020 và được công nhận cộng đồng học tập năm 2022, 2023 và năm 2024. Về tiêu chí 2, đến thời điểm công nhận, trong phố không còn hộ nghèo, tỷ lệ người dân có việc làm trên tổng số lao động trong độ tuổi lao động là 462/476 người, đạt 97,5%. Về tiêu chí 3 là tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 802/830 người, đạt 96,62%. Tiêu chí thứ 4 là về cảnh quan môi trường, 100% hộ gia đình thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tích cực tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường vào chiều thứ bảy, sáng chủ nhật hàng tuần. Về xây dựng quy hoạch kiến trúc đô thị, dân dân thực hiện tốt các quy hoạch xây dựng, quy hoạch kiến trúc đô thị. Về công tác phòng chống cháy nổ, trong phố có đội ngũ dân phòng hàng năm được tập huấn về công tác phòng chống cháy nổ. 100% hộ được sử dụng nước sạch vệ sinh môi trường theo chuẩn quốc gia và có đủ 3 công trình hợp vệ sinh như nước sạch, nhà tắm, nhà tiêu. Về tiêu chí 5, kết quả hoạt động của chi bộ, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiêu chí 6, trong 3 năm 2022, 2023, 2024, công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được ổn định, đảm bảo không xảy ra các vụ trọng án, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, vụ việc nổi cộng, phức tạp về an ninh trật tự, không có khiếu nại, đông người trái phép. Về tiêu chí 7, đến nay toàn phố có 165/217 gia đình được công nhận gia đình kiểu mẫu, đạt 76,3%. Phát huy đức tính cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, khai thác tiềm năng thế mạnh của tổ dân phố, khắc phục những khó khăn để xây dựng tổ dân phố ổn định và ngày càng phát triển, luôn giữ vững phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm lo sức khỏe cho nhân dân.
ban vận động tổ dân phố hàng năm tổ chức tốt việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt các nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang và trong việc lễ hội theo chỉ thị 27 của Bộ Chính trị và quy định số 15 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, chỉ thị số 04 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa về văn hóa tâm linh luôn được tôn trọng, tình cảm láng giềng ngày càng thắt chặt hơn. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được tổ chức sôi nổi. Hiện nay tổ dân phố có đội văn nghệ và một câu lạc bộ dưỡng sinh, chính là phong trào văn hóa văn nghệ ngày nay đã sinh sản rất nhiều những hạt nhân văn nghệ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư được chú trọng thường xuyên, 100% hộ được dùng nước máy hợp vệ sinh, không để lây lan các loại dịch bệnh. Hàng tuần đều được tổ chức dọn vệ sinh môi trường trên các cái đường ngõ phố. Cán bộ và nhân dân trong tổ dân phố đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nội dung của cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đạt được những kết quả. Trên ngoài những hoạt động của ban công tác mặt trận còn có sự góp phần của toàn thể các hộ trong dân tổ dân phố. Ôn lại lịch sử 94 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân nhận thành tích cao quý của tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố giai đoạn năm 2023-2028 cho biết chúng tôi nhận thức đầy đủ những tin tưởng đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp về sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc. Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân tiếp tục nêu cao lòng yêu nước, tuyên truyền đoàn kết nhân dân, nghĩa tình, tình thân năng động, sáng tạo quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, ra sức hăng hái thi đua lao động sản xuất vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Đoàn Như Tranh, Bí thư Chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận lên điều hành. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, chúng ta vừa nghe báo cáo tóm tắt truyền thống lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và báo cáo tóm tắt xây dựng phố kiểu mẫu. Đó là được những thành tích như nêu trong báo cáo, có sự đóng góp của cá nhân, tập thể, cán bộ và gia đình và toàn thể nhân dân trong tổ dân phố. Kính thưa hội nghị, thưa toàn thể nhân dân, để tiếp theo chương trình, sau đó chúng ta vừa được nghe tóm tắt thì sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đoàn Như Long lên tham luận ý kiến. Xin mời ông. Kính thưa ông Phạm Văn Thành, Bí thư Đảng bộ phường Quảng Phú, Chủ tịch Hội đồng. Kính thưa ông Ngô Thọ Hiệp, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quảng Phú. Kính thưa ông Nguyễn Văn Bốn, là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Quảng Phú. Kính thưa tất cả các ông, các bà, là đại diện cho ban chấp hành Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, trưởng chức các ban ngành, và đặc biệt là các ông bà là trưởng phố, bí thư và toàn bộ nhân dân trong phố. Thế thì hôm nay cũng được sự đi chỉ định là tôi được tham luận về phát biểu là xây dựng là như vậy là phố kiểu mẫu, được công nhận là phố kiểu mẫu, thì tôi có cái bài phát biểu. Sinh 1950, sinh ra và lớn lên trên quê hương Phú Ngọc. Quá trình học tập công tác nay đã nghỉ hưu, hôm nay tôi rất vui mừng phấn khởi được nhận bằng phố kiểu mẫu năm 2024. Thay mặt
cho hơn 200 hộ nông phát biểu cảm tưởng. Lời đầu tiên không biết nói gì hơn, cho phép tôi gửi tới và kính chúc sức khỏe lời tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân trong phố, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Là hậu duệ của đời thứ 13, qua nghe các cụ cao niên trong làng kể lại, phố Mục Phú Ngọc đến nay cũng đã 5 lần thay đổi tên làng. Ngày xưa thuộc Tổng Lưu Thanh, dưới thời phong kiến, cuộc sống kinh tế của bà con nhân dân vô cùng khó khăn vất vả, sản xuất nông nghiệp đồng chua nước mặn, lụt bão mất mùa, học hành ít, khất cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nghề nghiệp chính là trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cá, buôn bán nhỏ để kiếm sống. Từ ngày hòa bình lập lại đến nay và 10 năm, trên 10 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp giữa chính quyền mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đã được triển khai thực hiện một cách thiết thực và có hiệu quả bằng những hành động cụ thể của nhân dân thông qua việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là những năm gần đây được sự quan tâm giúp đỡ của thành phố Thanh Hóa và phường Quảng Phú, đời sống của bà con trong thôn đã được cải thiện và nâng lên, tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn được phát huy. Các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính quyền từng bước được triển khai và đưa vào cuộc sống, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của nhân dân, đó là xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, xây dựng nông thôn mới. Một là an ninh trật tự, an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, lô đề, sóc đĩa đã được giảm hẳn. Hai là công tác vệ sinh môi trường trong cộng đồng khu dân cư có chuyển biến tích cực. Ba là ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật, ý thức trong cộng đồng khu dân cư được nhân dân và phát huy vai trò của nhân dân trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được nâng lên. Bốn là tích cực dân chủ ngày càng được mở rộng, nhân dân trong phố xây dựng được nhà cửa khang trang. Khi sinh hoạt đầy đủ đã được chuẩn là phố kiểu mẫu. Đây là sự phấn đấu không ngừng của bà con nhân dân phố 1. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, thanh niên phố 1 đã có 9 liệt sĩ anh dũng hy sinh. Hiện nay trong quân đội đã có 1 thượng tá, 1 trung tá. Trong hòa bình xây dựng đất nước và những năm đổi mới đến nay, đã có 39 con em là đại học kỹ sư, trong đó có 1 em là tiến sĩ về khoa học và 2 em là thạc sĩ về kinh tế. Hiện nay trong phố đang xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài trong dòng họ. Điều xây dựng được quỹ khuyến học đang phát huy có hiệu quả tốt, đang được đưa vào cuộc sống của nhân dân. Qua cái buổi phát nhận bằng kiểu mẫu của phố, chúng tôi có đề nghị như sau. Một là đối với bà con nhân dân trong phố 1, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, tích cực lao động sản xuất, chăn nuôi ngành nghề, làm ra nhiều của cải vật chất cho gia đình xã hội, góp phần xây dựng bảo vệ vững chắc phố kiểu mẫu. Hai là đối với các phường xã, quan tâm hơn nữa đến khâu đoàn kết, trước hết là đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân và từ phường xuống đến thôn, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhất là cơ sở vật chất dưới thôn,
hiện nay đang còn nghèo nàn, đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa, đầu tư vào văn hóa, phát triển nhân lực nhân tài. Kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân trong phố, tôi vừa đại diện cho nhân dân có một số ý kiến trao đổi tâm tư trong bài phát biểu của tôi có điều gì còn thiếu sót, mong được thông cảm. Cuối cùng, tôi xin hết lời, xin kính mong, xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân trong phố mạnh khỏe, đoàn kết, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn.